chào các bạn, mình đang ở nhà thầy. Hôm nay đi chữa bệnh, thầy ở Thái Nguyên. Thầy hôm nay là bao nhiêu rồi thầy? Đây 71 rồi. Con giới thiệu với thầy là con ở thành phố Nguyên, cùng chỗ chơi với cả bạn duy nhất này, từ lâu được cùng ngày. Bạn này cũng bạn, anh cũng có bạn. Đây là cũng nghe tên thầy lâu rồi, nên là con thì hiện tại là chưa thấy có bệnh gì cả, nhưng mà cũng một lần đi lên thứ nhất là lên thăm thầy và kiểm tra sức khỏe, nên là cái đầu tiên là như thế là con kiểm tra sức khỏe, nên cả phần ra là con ưu tiên tiên nên là đi mang cái máy quay đi để quay cảnh, con đi đâu cũng quay, tất cả con đi đâu đi du lịch hay là đi đâu con có cái máy quay là nó gắn liền, gần như là một người bạn tình của con. Vâng, một ngày một đêm ra được một lò này là bao nhiêu cân ạ? Lò là ra được, tức là vào được 3 tạ tươi, ra được hơn 1 tạ khô. Dạ vâng. Vâng. Mà thầy cho con hỏi thầy tên là thầy gì ạ? Mình là Ân Văn Thành, Lương Y Ân Văn Thành. Thầy Lương Y Ân Văn Thành. Làng xã Liên Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vâng. Mình là chủ của cái hiệp thuốc này. Vâng. Đây là trên đồi đằng sau nhà thầy, toàn những cây thuốc sim đây.
mai. Đây là cây chuẩn là cây mai nhá. Lúc bắt đầu đến mình cũng bảo không biết là cây mai hay là cây bầu, có cái tre thì biết đâu. Đây là kho lưu trữ thuốc.
tất cả đều là thuốc, từng vị một, mỗi một vị thuốc một bao là từng vị thuốc, trong đó là khi làm giấy thuốc về phải vào rừng đi sâu vào rừng, xong gặp rừng nhà ai có thuốc mình liên hệ gia đình, sau đó là gia đình chặt cho mình cân lại, xong đó mang về rửa sạch, xong là thái băm phơi hơi khô thì cho đến lò sấy, một ngày một đêm mới ra lò. Vâng. Mỗi lần ra lò là được trên tạ thuốc khô, thế còn lại bỏ lò được 3 tạ tươi. Nên đây anh có trong này nữa, đấy cả trong này. Không dùng thuốc bảo vệ một tí nào hết. Vâng. Sấy khô đóng bao vào cho túi là không bờ mốc anh ạ. Vâng. Cho nên ở đây là thuốc không bờ sợ thuốc này thuốc khác, toàn bộ là thuốc nhà làm hết, nên không mua của ai. Bằng ươm luôn, đấy, tất cả hết, bằng ươm luôn, đấy, rất là tốt, đấy, rất là đẹp, đấy, rất đẹp, thẳng tinh luôn, vậy màu thẳng tinh, sạch bóng luôn, đấy, sạch bóng luôn, không có gì, đấy, không có đẹp sóng bóng này, không qua một loại thuốc thì chỉ có sấy khô là hạ thổ, đấy, xong rồi uống có thế thôi, anh ạ, và đây là kho thuốc nhà thầy. Đây là nhiều lắm, nhiều thuốc. Kho thuốc nhà thầy đây là kho thứ hai, dự kiến và tầm cỡ 40 tấn thuốc. Đây là những thành tích của Hương Nghi Ân Văn Thầy. Thank you.
Thank you.